Chào các em, chúng ta lại gặp nhau ở vòng thi số 14 Vinamilk lớp 8. Các vòng thi sẽ càng ngày càng khó, các em phải rèn luyện thường xuyên để có thể thi được cấp huyện, cấp tỉnh. Rồi, chúng ta bắt đầu vào làm bài thi số 1. Cốc vàng tài ba. Để chứng minh tứ giác là hình chữ nhật thì ta chứng minh hình bình hành có hàng chéo bằng nhau. Cái này các em coi lại lý thuyết. Vẽ hình nhanh mà nháp. Như vậy BMDN sẽ là hình bình hành, không phải hình thoi đâu. Rồi, cái này các em đặt nguyên tử chung rồi phân tích thành nguyên tử, cuối cùng nó sẽ ra x cộng y nhân x trừ 5. X cộng y nhân x trừ 5 đâu rồi? Đây, khá dễ dàng. Đường cao nhân cạnh tương ứng chia đôi là 48, chia đôi là 24. Mẫu chung của hai phương thức này là gì? Em coi thử nha, lấy nháp ra đàng hoàng. Phương thức này thì nó tối giản rồi, mẫu của nó là x nhân x cộng 2. Còn phương thức này là mẫu là 3 nhân x trừ 2 tất cả bình. Vậy mẫu chung sẽ là 3x nhân x cộng 2 nhân x trừ 2 tất cả bình. Khá rườm rà. Đây, nó là kìa. Tam giác ABC cân ở B có hai trung tuyến CM và AN. Cắt nhau tại K. IH là trung điểm của KC AK. Y với H là trung điểm của KC AK. Tứ giác MNIH. MNIH sẽ là hình gì? Các em vẽ hình. Dễ thấy MNIH chắc chắn sẽ là hình bình hành rồi. Còn vấn đề đang băn khoăn là có phải hình chữ nhật hay không thôi. Bây giờ các em sẽ thấy là hai đường chéo của hình bình hành này bằng nhau luôn. Như vậy nó là hình chữ nhật. Thầy có khách. Thầy có khách một chút, các em đợi thầy cỡ vài giây nha. Không thích thì các em tu qua cũng được. Rồi, các em rút gọn. Các em rút gọn cho thầy. X phần x bình trừ 4 quy đồng luôn. Tử là x cộng x trừ 2 trừ 2 lần x cộng 2 và chia cho x cộng 2 trừ x trên x cộng 2. X cộng x. Rồi các em lấy nháp ra tính thôi. Đáp án sẽ là đáp án cuối cùng, trừ 3 trên x trừ 2. Rồi tứ giác tổng 4 góc bằng 360, bài toán khá dễ. Chu vi hình bình ABCD là bằng 10. Như vậy AB cộng BC là bằng 5. Chu vi tam giác ABC bằng 9, ta lấy 9 trừ 5 ra 4. Như vậy AC sẽ bằng 4.
tam giác MNP đối xứng với tam giác M'N'P'O, thì hai hình đối xứng thì nó sẽ bằng nhau, với hai tam giác đối xứng qua tâm hay qua trục thì đều bằng nhau. Như vậy chu vi nó cũng sẽ như nhau thôi, 49 thôi. Câu hỏi quá dễ. Rồi. Ta cùng làm nháp trên màn hình luôn. Năm hàng bốn cột. Ở đây nhiều chữ quá, cẩn thận cái. Giờ ta phân tích, ta quan sát để tìm những cái biểu thức có khả năng bằng nhau rồi. Giờ ta làm cái này trước đi. Dễ rồi. Lấy 10 nhân chéo cho 5 là 50, chia đôi là 55. 25 cộng 8 bằng 33. Để tìm đáp án bằng 33 cho mình. Ta cứ ghi tạm ở đây đi, 33 à, ngay trên đầu luôn nè. Rồi hai cái này ra đi, đỡ chật chỗ. Rồi tiếp tục, bây giờ hai cái này các em phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn, thì mẫu của nó là x cộng 2 tất cả bình, chắc chắn sẽ rút gọn được bên trên. Như vậy cái này nó sẽ đi với cái này đó. Rồi giờ thầy thấy cái này 1 nhân 2, hệ số tự do 1 nhân 2 ra 2 là nó giống cái này, thầy chọn luôn đó, là phải nhanh mới thắng được. Tiếp tục, cái mẫu này các em phân tích nó thành nhân tử đi, tách ra x bình cộng x y cộng x bình trừ y bình. Như vậy cái mẫu nó sẽ bằng là x cộng y tất cả nhân cho x cộng x trừ y, tức là mẫu sẽ thành x cộng y nhân cho 2x trừ y. Rồi các em quan sát các cái phương thức còn lại thì mình thấy cái này là có 2x trừ y nè. À, như vậy có khả năng nó là này mà chắc chắn luôn, chọn luôn. Rồi tiếp tục, ta nhìn hai cái này, x trừ 2 bình với lại 2 chữ x bình là bằng nhau, mẫu bằng nhau, còn tử là 1 trừ x với lại trừ x trừ 1 chính là 1 mà thôi. Tiếp tục thêm quan sát cái này, dấu trừ đẩy xuống mẫu là thành đối của 2 chữ x thì sẽ thành x trừ 2. Như vậy là hai cái này là đi với nhau, và hai cái này cũng đi với nhau kìa, x trừ 2 với 2 chữ x chính là trừ x trừ 2 tất cả bình. Vậy khá suôn sẻ.
cái này x trừ 5 và 5 trừ x là đối của nhau, rút gọn sẽ ra âm 1, thì kết quả là âm 1 trên x cộng 5, hai cái sát nhau luôn. Và tiếp tục, hai cái mẫu này giống nhau là số đối, ta đổi dấu trừ là thành nhau thôi. Như vậy còn hai cái này đi với nhau, xong bài toán. Bài thi số 3. Câu 1. Hiệu bình phương của hai số lẻ liên tiếp bằng 40. Như vậy là ta dùng máy tính để giải. Như vậy số lớn sẽ là 11, số bé là 9. Ta thử lại nha, 11 bình trừ 9 bình đúng bằng 40 luôn. Số lớn là bằng 11. Các em dùng máy tính bỏ túi để giải nha. Xem các cái video trên kênh của thầy. Một hình vuông có cạnh bằng 4 thì đường chéo sẽ là 4 căn 2. 4 nhân căn 2 rồi đem bình phương lên là 16 nhân 2 là thành 32. Đường chéo thì lấy đường chéo. Đường chéo hình vuông thì bằng cạnh nhân căn 2, như vậy cạnh sẽ bằng đường chéo chia căn 2. Vậy lấy 3 căn 2 chia căn 2 ra 3. Hình thoi. Hình thoi phải về phải sẽ phải đối xứng với hình thoi ABCD qua đường thẳng D. Vậy chu vi của chúng là đều như nhau, là đều 32. Thì các em lấy chia 4 thôi. 8. Hai hình đối xứng qua trục qua tâm sẽ bằng nhau, các em nhớ điều đó. Hai chỉ số tận cùng của hai mũ 10 là bằng bao nhiêu? Thì các em theo quy luật đi. Hai mũ 1 là bằng 2, hai mũ 2 là bằng 4. 2 mũ 3 là bằng 8, 2 mũ 4 là 16, 2 mũ 5 là 32, 2 mũ 6 là 64, 2 mũ 7 là 28, 2 mũ 8 là 56, 2 mũ 9 và đuôi là 12.
Rồi trở lại bài toán. Nãy giờ thầy bận một chút các em nha. Như vậy là 2 mũ 1000, ta chuyển qua 2 mũ 25, tất cả mũ 40. Mà 2 mũ 25 á thì đuôi nó bằng 32. Vậy bây giờ các em đi tìm tận cùng của 32 mũ 40 nha. Thì 32 mũ 5 sẽ có đuôi là 32. Như vậy ta lại chuyển qua đi tìm tận cùng của 32 mũ 8. Nó tràn, máy nó tràn kìa. Vậy ta đi tìm 32 mũ 4 này. Đuôi là 76. Rồi lại 76 mũ 2 là xong. Em lấy máy tính nè. Và phải xem cái chuyên đề đó, chuyên đề của thầy trên mạng nha, mới hiểu nổi. Vậy đuôi là bằng 76. Hai bài này cùng loại nè, câu 5 với câu 6 là cùng loại. Số dư của 1963 mũ 1964 khi chia cho 7. Giờ đầu tiên các em tìm coi 1963 chia 7 dư mấy là? Dư 3. Như vậy giờ các em chuyển qua 3 mũ 1964 chia cho 7 coi dư mấy. Giờ 1964 là mình tắt nhỏ nó ra đi, mình chia cho 4 ha. 1964 là bằng 4 nhân 4 91. Như vậy là 3 mũ 4, tất cả mũ 4 91. 3 mũ 4 là bằng 81. Đó. 3 mũ 4 là bằng 81. Vậy đuôi là bằng 1. À, xin lỗi, 3 mũ 4 là 81. Giờ các em lấy 81 chia cho 7 và dư mấy? Dư 4. Vậy ta lại chuyển qua 4 mũ 4 91. 4 mũ 4 91 thì các em ấn vào 4 mũ cao nhất có thể tràn được. 4 mũ 4 91 nháp. Phải có nhiều nháp nha, có nháp là làm không nổi đâu. Rồi 4 mũ 10 chúng ta có tràn không? Rồi 4 mũ 10 không tràn. Các em đem 4 mũ 10 chia cho 7 và dư mấy? Dư 4. 4 mũ 10 chia 7 dư 4. Như vậy 4 mũ 491 sẽ bằng 4 mũ 490 và nhân cho 4. Rồi 4 mũ 10, tất cả mũ 49 nhân cho 4. Bây giờ các em coi thử là 4 mũ 49 chia 7 dư mấy nha. Thì mình tách 4 mũ 9 ra luôn là thành 4 mũ 50. Rồi 4 mũ 50 là 4 mũ 10 tất cả mũ 5. Rồi giờ ta chỉ còn tìm xem 4 mũ 5 chia 7 dư mấy. 4 mũ 5 chia 7 sẽ dư 2. Giờ đây sẽ bằng 2 các em. Rồi giá trị lớn nhất nhập. Giá trị lớn nhất sẽ là 21. Hai mũ 10 thì tận cùng là 4. Hai mũ 11 tận cùng là 8. Và hai mũ 12 tận cùng là 6. Vậy lấy 4 cộng 8 cộng 6 tận cùng sẽ là 8. Chà, toàn toán chia hết, chia số dư không à, số học không à. Rồi các em nhập x bằng 5.
tấn nó sẽ ra trừ 3. Bài cuối cùng, nếu lười thì bấm máy luôn, còn không thì dùng biến đổi. Bài này sẽ ra 14. Nếu sai một hai câu thì cũng chẳng phải là vấn đề lớn các em. Trong thời gian áp lực như thế này, sai một hoặc hai câu là chuyện bình thường thôi. Có điều các em ráng cẩn thận hết sức có thể là được. Rồi, hy vọng là đúng hết. Đúng hết kìa. Rồi, chúng ta đã vượt qua vòng thi với số điểm tối đa. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở vòng 15.